có một con cá ngựa đũa dài này. Cá này Mỹ nhìn nó, cá này thấy không? Mỹ nhìn cái da của nó giống con chăn. Giờ xong Mỹ cầm lên thì nó cũng chuyển sang màu đen. Một con cá bò nhím này, cá này mình đụng vào nó mới phình và đưa những cái gai của nó ra nha, chứ mình không bắt thì nó không có phình đâu, do nó phình ra để bảo vệ nó thôi. Thật sự cá này Mỹ nghe nói ăn cực kỳ là ngon luôn, nhưng mà Mỹ chưa có bao giờ ăn cá này nha.